매니저. Quán này nổi tiếng in tay tông đó, các bạn ra vào văn quán này đấy. Quán này có một suất cơm rang ngon. Đợi mẹ ăn mẹ chấm với cái này, xong mẹ ăn với cả cái gừng nữa này. Đấy, nó bảo thế gì? Mình thích mình ấy đấy, mẹ cho ấy vào đây chứ. Ăn được mấy gừng nữa. Mẹ cẩn thận, cái đấy nóng lắm, nó mới ra nó nóng lắm ấy. Lấy cái thìa hứng mà. Không, nó có nước mà. Trong này có nước à? Vâng. Thế thì bây giờ là ăn được. Đợi nó lúc nó đi ăn với cái gừng kia ngon. Cái gừng cho lẫn nằm nhiều chi nhánh ấy nhỉ, nó học nấu hoặc làm bánh.
Ví dụ nếu mà mình học nấu thì nấu xong là mình được mang về ăn, hoặc ăn luôn tại đấy, hoặc làm bánh cũng thế, ăn luôn tại đấy hoặc là mang về. Đấy đắt lắm, một người học tận 35 đô mà hai người hết 70 đô. Xong bánh mang về có đọc mấy cái. 70 đô là 1.400.000.